Ngày 19 tháng 3, tân giáo hoàng Francis đã chính thức nhậm chức trở thành giáo hoàng thứ 266 và cũng là người đứng đầu Vatican đầu tiên không phải là người châu Âu trong lịch sử 1.300 năm của giáo hội công giáo. Tại buổi lễ nhậm chức, giáo hoàng mới đã nhận chiếc nhẫn và áo choàng, biểu tượng của quyền lực tối cao. Có khoảng 1 triệu người đến từ nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã tập trung tại quảng trường Thánh Peter và các đường phố xung quanh để tham dự lễ nhậm chức chính thức của tân giáo hoàng Francis. 130 đoàn khách tham dự, trong đó có Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, lãnh đạo nhiều quốc gia và người đứng đầu của các tổ chức tôn giáo khác cũng có mặt để chứng kiến buổi lễ long trọng này. Chúng tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Chúng tôi biết rằng ông ấy là một món quà dành cho nhà thờ. Tôi thấy rất phấn khích vì được có mặt ở đây, được là một phần của khoảnh khắc lịch sử này. Chúng tôi rất hài lòng với kết quả bầu chọn giáo hoàng mới. Tôi rất vui vì có mặt ở đây. Buổi lễ nhậm chức lần này được rút ngắn xuống còn 2 giờ, thay vì 3 giờ như khi giáo hoàng Benedict nhậm chức năm 2005. Sau khi nhậm chức, giáo hoàng Francis đi quanh quảng trường Thánh Peter để chào đón các tín đồ công giáo và tiếp đón các chính khách tại nhà thờ. Chỉ còn hơn 3 tuần nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela sẽ bắt đầu. Tại thời điểm này, các kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy Tổng thống lâm thời Nicolas Maduro đang chiếm ưu thế trước ứng cử viên đối lập Enrique Capriles với cách biệt lên tới 14%. Kết quả thăm dò của công ty khảo sát Data Analysis thực hiện và công bố ngày 18 tháng 3 cho biết, ông Maduro hiện nhận được sự ủng hộ của đa số người dân Venezuela với 49,2%. Bỏ xa đại diện của Ban đoàn kết dân tộc MUD là ông Capriles với 34,8% số người ủng hộ. Kết quả thăm dò trên cũng tương tự các khảo sát khác đã thực hiện trước đó, cho thấy ông Maduro vẫn giành thế thượng phong trong chiến dịch vận động tranh cử ngắn ngủi này. Sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời, Venezuela đã thông báo tổ chức bầu cử sớm để chọn người đứng đầu đất nước. Ông Maduro thuộc Đảng Xã hội Thống nhất PSUV và ông Capriles của MUD, liên minh tập hợp gần 20 chính đảng và tổ chức cánh hữu đối lập, là hai nhân vật nổi bật trong số 7 ứng cử viên nặng ký ra tranh cử lần này. Cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 4 tới. Trong một diễn biến liên quan, ngày 18 tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ các cáo buộc của chính phủ Venezuela về việc Mỹ đứng đằng sau kế hoạch ám sát ứng cử viên đối lập Capriles nhằm gây bất ổn tại quốc gia Nam Mỹ này. Hồi tuần trước, Tổng thống lâm thời Maduro đã cảnh báo về âm mưu ám sát ứng cử viên đối lập Capriles, cho rằng đứng đằng sau kế hoạch này là hai quan chức dưới thời Tổng thống Mỹ George Bush là Jorge Noriega, cựu đại sứ Mỹ tại Tổ chức các nước châu Mỹ OAS, và Otto Reich, cựu đại sứ Mỹ tại Venezuela. Theo ông Maduro, mục đích của kế hoạch trên là nhằm châm ngòi cho một cuộc đảo chính. Ngày 19 tháng 3, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã đến New Delhi bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Ấn Độ trong 3 ngày 18 đến 20 tháng 3. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Morsi sau 2 năm nhậm chức Tổng thống Ai Cập nhằm thắt chặt mối quan hệ đặc biệt Ấn Độ-Ai Cập. Lễ đón tiếp Tổng thống Ai Cập Mohamed đã diễn ra tại dinh Tổng thống Ấn Độ ở thủ đô New Delhi. Tháp tùng ông Morsi trong chuyến đi này có một đoàn đại biểu cấp cao các bộ trưởng, lãnh đạo các ngành như công nghệ thông tin, thương mại, đầu tư. Theo kế hoạch, trong 3 ngày ở thăm Ấn Độ, Tổng thống Morsi sẽ hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh, Chủ tịch Đảng Quốc đại, gặp Bộ trưởng Ngoại giao, cũng như tham gia một số sự kiện quan trọng khác. Hai bên cũng sẽ ký một loạt các thỏa thuận nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước. Hiện Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 7 và là thị trường nhập khẩu đứng thứ 2 của Ai Cập. Kim ngạch thương mại giữa hai nước hiện đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ và hai bên hy vọng sẽ tăng hơn nữa sau chuyến thăm của Tổng thống Morsi. Trước khi tới Ấn Độ, ông Morsi đã ở thăm Pakistan. Lãnh đạo hai nước bày tỏ hy vọng muốn mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương 2 năm một lần, luân phiên diễn ra tại Pakistan và Ai Cập. Cũng trong dịp này, hai bên đã ký kết 5 bản ghi nhớ và thành lập một chương trình quản trị đối với sự hợp tác trong lĩnh vực khoa học, đầu tư và vận tải giữa hai nước. Ngày 18 tháng 3, lực lượng Taliban tại Pakistan tuyên bố rút lại đề xuất hòa đàm với chính phủ Pakistan với lý do chính phủ cũng như các lực lượng an ninh thiếu nghiêm túc đối với nỗ lực theo đuổi đàm phán. Người phát ngôn của Tehrik-e-Taliban Pakistan cho biết nhóm quyết định rút lại đề xuất đàm phán đã đưa ra hồi tháng 2 vừa qua vì chính phủ cũng như các lực lượng an ninh đã không phản hồi tích cực đối với đề xuất này.
TTP cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh, khuyến cáo người dân tránh xa các cuộc meeting do một số đảng lớn tổ chức để vận động cho cuộc bầu cử quốc hội Pakistan sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Trong đề xuất đàm phán đưa ra hồi tháng 2, TPP đặt điều kiện một số chính trị gia đáng tin cậy giữ vai trò đảm bảo cho tiến trình đàm phán. Đáp lại, chính phủ Pakistan yêu cầu Taliban ngừng bắn trong 30 ngày, coi đây là điều kiện tiên quyết để tiến hành đàm phán. Tuy nhiên, sau khi đưa ra đề xuất, Taliban tiếp tục tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh. Việc Taliban rút lại đề xuất hòa đàm với chính phủ làm gia tăng quan ngại về tình hình bạo lực trước thềm cuộc bầu cử quốc hội. Ngày 19 tháng 3, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch mở cửa toàn bộ 23 lò phản ứng hạt nhân cho các thanh sát viên quốc tế kiểm tra trong nỗ lực nhằm xoa dịu những quan ngại ngày càng gia tăng trong công chúng về tình trạng mất an toàn hạt nhân của nước này. Theo dự kiến, cuộc thanh sát kéo dài 10 tuần sẽ kiểm tra độ an toàn của toàn bộ 23 lò phản ứng hiện đang hoạt động và đánh giá các hoạt động bảo dưỡng tại 8 lò phản ứng mẫu. Chính phủ Hàn Quốc từ ngày 20 tháng 3 cũng sẽ cho phép các tổ chức hoặc cơ quan quốc tế tiến hành cuộc khảo sát toàn quốc về an toàn hạt nhân của nước này và kết quả dự kiến được thông báo vào ngày 3 tháng 5. Trước đó, trong tháng 1, Hàn Quốc cũng cam kết cải tiến lò phản ứng hạt nhân sau khi xảy ra hàng loạt vụ tai tiếng sử dụng thiết bị không đạt tiêu chuẩn. Hai lò phản ứng ở nhà máy điện Yongwang cách Seoul 300 km về phía Tây Nam bị phát hiện mua và sử dụng 7.500 thiết bị không đạt chuẩn quốc tế nhưng có giấy chứng nhận từ 8 đơn vị cung cấp. Hiện hai lò này đang trong tình trạng đóng cửa, 5 lò khác bị dừng hoạt động để bảo trì. Giới chức Hàn Quốc cho biết các thiết bị dùng giấy chứng nhận giả trong các lò phản ứng này không thuộc danh mục tối quan trọng và không gây mất an toàn, bao gồm cầu trì, công tắc, cảm ứng nhiệt. Tuy nhiên, Ủy ban An ninh và An toàn Hạt nhân Hàn Quốc, NSSC, vẫn thiết lập một ban gồm 58 nhà điều tra để thanh tra toàn bộ các lò phản ứng trên đất Hàn Quốc. Các nhà máy hạt nhân đóng góp hơn 1/3 nhu cầu tiêu thụ điện cho Hàn Quốc. Việc đóng cửa toàn bộ các nhà máy để thanh tra có thể gây ra tình trạng thiếu điện trong mùa đông năm nay. Sáng 19 tháng 3, nhiều vụ nổ đã liên tiếp xảy ra tại các quận có đông người Hồi giáo dòng Shia sinh sống ở thủ đô Baghdad của Iraq, làm ít nhất 25 người thiệt mạng và 88 người bị thương. Vụ việc trên càng làm gia tăng quan ngại về tình trạng an ninh ở Iraq sau 10 năm kể từ khi kết thúc cuộc chiến của Mỹ ở quốc gia vùng vịnh này. Nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết đã xảy ra ít nhất 10 vụ đánh bom xe và nhiều vụ nổ cũng như xả súng khác diễn ra tại nhiều khu vực ở Baghdad trong giờ cao điểm. Nhà chức trách đã ra lệnh phong tỏa nhiều tuyến đường huyết mạch, trong khi lực lượng an ninh được triển khai tại các chốt kiểm soát. Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra những vụ việc trên, song nhiều ý kiến cho rằng thủ phạm là các tay súng người Sunni, vốn thường nhằm mục tiêu vào dân thường dòng Shia và gây rối loạn chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki. Loạt vụ đánh bom trên xảy ra ngay trước thời điểm Iraq kỷ niệm 10 năm kết thúc cuộc chiến Mỹ phát động lật đổ nhà lãnh đạo Saddam Hussein. Ổn định, hòa bình và dân chủ ở Iraq hiện là câu hỏi còn bỏ ngỏ khi xung đột và bạo lực vẫn thường xuyên xảy ra. Theo số liệu thống kê của các cơ quan an ninh và y tế, trong tuần trước đã có tới 76 người thiệt mạng do bạo lực tại quốc gia này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.